Chiều ngày hôm qua mùng 1 tháng 3 tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cánh quạt nặng khoảng hơn 100 tấn của trụ điện thuộc nhà máy điện gió Hòa Bình 5 rơi từ độ cao 140 m đã gãy thành nhiều đoạn. Khu vực cánh quạt rơi khá gần với vùng đất nuôi tôm của người dân và cách khu dân cư không xa. May mắn là không có ai bị thương. Theo đó tại hiện trường, trụ điện trơ Cung còn 3 cánh quạt dài khoảng hơn chục mét nằm dưới đất bị gãy thành nhiều đoạn, hư hỏng nặng. Các cánh quạt là bộ phận trực tiếp tiếp xúc với gió để thu năng lượng và chuyển đổi động năng gió thành năng lượng cơ khí. Cánh quạt thường làm bằng các vật liệu nhẹ như composite hoặc sợi thủy tinh. Được biết, nhà máy điện gió Hòa Bình 5 giai đoạn 1 có công suất 80 MW với tổng số vốn đầu tư hơn 3.700 tỷ đồng do công ty cổ phần năng lượng Hacom Bạc Liêu làm chủ đầu tư. Dự án xây trên diện tích gần 30 ha với 26 trụ tô bin cao trên 140 m sản lượng khai thác bình quân là 280 triệu kWh một năm. Đây là nhà máy điện gió có quy mô lớn nhất trên đất liền ven biển tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hiện chính quyền địa phương đang giao công an làm rõ nguyên nhân vụ việc và xác định thiệt hại.